Xin chào anh chị nhà đầu tư. Hôm nay thì chúng tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn anh chị sử dụng cái bộ lọc cổ phiếu theo phương pháp CashSlim. Thì trước khi mà vào cái bộ lọc này thì tôi chia sẻ qua một chút về cái phương pháp này để anh chị nhà đầu tư thì nắm rõ. Như anh chị biết thì thông thường khi tiếp cận với thị trường chứng khoán thì có rất nhiều cách thức để chúng ta có thể tiếp cận với thị trường. Trong đó có hai cái phương pháp chủ đạo, đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong đó phân tích cơ bản là chúng ta sẽ tập trung vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp, các yếu tố về ngành, về vĩ mô ngành để chúng ta có thể lựa chọn ra những doanh nghiệp mà được định giá hấp dẫn để chúng ta mua vào và chúng ta nắm giữ. Còn phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó trong một có trong xu hướng tăng giá và chúng ta lựa chọn cái thời điểm thích hợp để chúng ta mua vào để hưởng cái chênh lệch giá trong ngắn hạn. Thì bản thân hai phương pháp đó thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng, và phương pháp CashSlim là một phương pháp mà nó sẽ kết hợp cả phân tích yếu tố phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vào trong việc lựa chọn cổ phiếu trên thị trường. Phương pháp này thì chắc là nếu anh chị nào đã đọc những cuốn sách kiểu ví dụ như làm giàu qua chứng khoán thì anh chị sẽ không 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 lạ lẫm gì với phương pháp này của phương pháp CashSlim này. Thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu qua về phương pháp này. Thứ nhất, phương pháp này là chúng ta thấy rằng là phương pháp này sẽ chọn lọc cổ phiếu dựa trên 7 yếu tố sau. Đầu tiên là yếu tố mặt chữ C, tức là lợi tức trên cổ phần trên quý hiện tại. Thứ hai là cái tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm. Thì hai cái chỉ số này nó là hai cái chỉ số về yếu tố cơ bản của doanh nghiệp để đánh giá rằng là cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu và tăng trưởng về lợi nhuận của doanh nghiệp trong so với cùng kỳ nó có tốt hay không, đúng không ạ? Yếu tố thứ ba là yếu tố chữ N, là về cái sản phẩm mới hoặc lãnh đạo mới, cái giá lên tầm cao mới. Thì đây có thể là được coi là một cái chất xúc tác cho cái doanh nghiệp. Ví dụ những cái doanh nghiệp mà có những cái sản phẩm mới thì điều đó nó sẽ giúp cho cái doanh thu của doanh nghiệp ở của cái doanh nghiệp đó nó tăng trưởng trong thời gian tới, và với việc cái doanh thu tăng trưởng thì kéo theo đó là những cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó cũng sẽ được cải thiện, và đấy chính là một cái chất xúc tác có thể khiến cho cái giá cổ phiếu nó tăng trưởng một cách bền vững. Hai yếu tố về chữ S và chữ L thì chúng ta thấy rằng là yếu tố về mặt cung cầu và yếu tố về mặt là doanh nghiệp là dẫn đầu hay cuối bảng, hay là chữ Y là cái sự tham gia của tổ chức. Sự tham gia tổ chức ở đây có thể hiểu rằng là những cái doanh nghiệp nào mà có cái tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức trong nước nắm giữ, hay là họ là những cổ đông lớn của những cái doanh nghiệp này, thì gần như là những cái doanh nghiệp này nó khá là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái tổ chức trong nước hay tổ chức nước ngoài trước khi họ mua vào cái doanh nghiệp hay cổ phiếu đó thì họ đã đánh giá rất kỹ doanh nghiệp đó rồi. Sau đó thì việc mà chúng ta gọi là đi theo đứng trên vai khổng lồ, tức là những cái doanh nghiệp mà có những cái quỹ nổi tiếng, ví dụ như trên thị trường Việt Nam, ví dụ như DC hay Vinacap chẳng hạn, họ mua vào cổ phiếu đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để chúng ta tham gia những cái doanh nghiệp đó. Cái thứ yếu tố cuối cùng là yếu tố chữ M, tức là về xu hướng thị trường chung. Thông thường các về phương pháp phân tích cơ bản thì chúng ta thường bỏ qua cái yếu tố về mặt 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 thị trường, đúng không ạ? Về diễn biến giá, đúng không ạ? Thì phương pháp này là phương pháp mà chúng ta kết hợp cả được về yếu tố cơ bản và cả về mặt yếu tố kỹ thuật, trong đó có về mặt xu hướng thị trường chung này. Xu hướng thị trường chung ở đây tức là gì? Tức là chỉ tham gia khi mà thị trường trong xuống tăng giá hoặc cổ phiếu đó đang trong xuống tăng giá, đúng không ạ? Hay là chúng ta có yếu tố mặt cung cầu. Yếu tố mặt cung cầu nó cũng chính là cái bản chất đằng sau của cái việc giá nó chuyển động, đúng không ạ? Tức là cung mà lớn hơn cầu thì giá nó sẽ giảm, và ngược lại cầu mà lớn cung thì giá nó sẽ tăng. Thì trên đây là bảy cái tiêu chí để lọc ra cổ phiếu theo phương pháp CashSlim. Thì căn cứ vào bảy cái tiêu chí này thì chúng tôi có lọc ra một cái tôi chúng tôi có lọc ra một cái bộ lọc để anh chị có thể tham khảo. Đây ở đây ví dụ như là chúng tôi có lọc theo các tiêu chí về mặt phân tích cơ bản và về mặt phân tích kỹ thuật, và ra một cái danh mục cổ phiếu đâu đó chỉ khoảng tầm 5 đến 10 mã thôi. Và cái danh mục này thì chúng tôi sẽ cập nhật hàng tuần.
và hàng tuần thì các cổ phiếu danh mục này nó sẽ có sự thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây chúng ta kết hợp cả yếu tố phân tích cơ bản, tức là khi nào mà doanh nghiệp mà có cái báo cáo quý thì cái những cái yếu tố cơ bản đó nó mới thay đổi, đúng không ạ? Còn ngắn hạn ấy nó sẽ thay đổi khi mà cái yếu tố về mặt thị trường, ví dụ như là về mặt xu hướng này, đúng không ạ? Ví dụ là về mặt cung cầu nó thay đổi thì sẽ có những cổ phiếu nó sẽ lọt vào mới, nó sẽ lọt vào danh sách này, hoặc là có những cổ phiếu mà trong danh sách này nhưng mà nó không thỏa mãn những yếu tố về mặt thị trường thì nó sẽ bị loại ra, đúng không ạ? Chính vì thế mà chúng tôi sẽ cập nhật hàng tuần để anh chị có thể tham khảo cái danh mục này. Và khi mà anh chị nhận được cái danh mục này thì cách sử dụng của nó như thế nào, thì danh mục này là danh mục mà chúng tôi đã chọn lọc rất rất kỹ qua tất cả yếu tố về mặt phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Tức là đây đang những doanh nghiệp mà thỏa mãn cả yếu tố về mặt cơ bản và cả yếu tố về mặt kỹ thuật tại thời điểm mà chúng tôi đưa ra cái bộ lọc này. Và chúng ta sử dụng bộ lọc này như thế nào cho nó hiệu quả trong quá trình chúng ta giao dịch. Thì ví dụ ở đây anh chị thấy là chúng ta đang có những cái mã này, đúng không ạ? Thì để mà chúng ta có thể sử dụng một cách hiệu quả cái bộ lọc này thì chúng ta sẽ đi kiểm tra lại. Tức là ở đây chúng ta chỉ lọc dựa trên yếu tố về mặt xu hướng thị trường, về mặt tức là xu hướng của cổ phiếu, đúng không ạ? Về mặt cung cầu. Thì câu trả lời tiếp theo là chúng ta sẽ phải tìm ra được một cái thời điểm thích hợp để chúng ta mua vào cổ phiếu này, đúng không ạ? Ví dụ như trong danh mục này có những cổ phiếu nó đã tăng giá rất 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 nhiều rồi và nó không có cái điểm mua nữa thì rõ ràng là nó không phù hợp cho chúng ta giao dịch trong ngắn hạn. Do đó thì khi mà chúng ta có bảng giá này thì chúng ta sẽ phải check qua về về cái đồ thị kỹ thuật của các cổ phiếu để chúng ta tìm cái điểm mua vào, đúng không ạ? Ví dụ ở đây Linh sẽ ví dụ cho anh chị. Đây chúng ta sẽ đi kiểm tra về mặt yếu tố mặt kỹ thuật. Ví dụ như danh mục vừa rồi chúng ta có như là BVFE, đúng không ạ? Đây thì chúng ta sẽ kiểm tra về 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 yếu tố về mặt điểm mua của chúng ta, đúng không ạ? Thì ví dụ chúng ta đã thấy rằng là chúng ta nhìn một cái đồ thị kỹ thuật này, chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đang ở trong một cái vùng hỗ trợ này, đúng không ạ? Hỗ trợ ngắn hạn này thì rõ ràng là chúng ta có thể chờ những cái thời điểm mà cổ phiếu nó tạo một cái vùng cân bằng ở đây thì chúng ta mua vào, đúng không ạ? Hay là trong danh mục có cổ phiếu HDC chẳng hạn, thì đây HDC đang trong một cái vùng vùng giá này. Tuy nhiên thì ngắn hạn chúng ta vẫn chưa có cái điểm để chúng ta có thể để cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này, đúng không ạ? Hoặc là một cổ phiếu khác là cổ phiếu về MBS trong danh mục đó, thì anh chị thấy rằng là tại sao là chúng ta phải check qua về yếu tố về mặt kỹ thuật, bởi vì là như thế thì chúng ta tìm một cái điểm để chúng ta mua vào thôi. Cổ phiếu tốt mà không có điểm mua đủ tốt thì nó cũng không có nhiều ý nghĩa trong cái việc giao dịch ngắn hạn, đúng không ạ? Đó, ví dụ như cổ phiếu này chúng ta thấy đang test lại cái vùng hỗ trợ quanh đây thì chúng ta có thể chờ những tín hiệu ở đây thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào. Thì đó là cái cách mà sử dụng cách mà chúng ta sử dụng cái bảng kết quả bộ lọc Caslim này. Thì chúng tôi sẽ cập nhật cái bộ lọc này vào hàng tuần để anh chị có thể tham khảo và đưa ra cái quyết định mà giao dịch. Bởi vì đây là có những cổ phiếu đã thỏa mãn tất cả các yếu tố về mặt cơ bản, về mặt kỹ thuật và cái bộ lọc van rừng. Bộ lọc van rừng tức là cái bộ lọc mà chúng tôi lựa chọn những cái doanh nghiệp mà nó có những cái tiêu chí tốt ở trên thị trường để đưa đến anh chị. Sau đó đây là những cổ phiếu mà thỏa mãn được những cái tiêu chí của bộ lọc Caslim. Cảm ơn anh chị. Thì cái video này là cái video hướng dẫn sử dụng cái bộ lọc này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, và hàng tuần chúng tôi sẽ update cái danh mục này đến anh chị trên fanpage để anh chị có thể theo dõi hàng tuần. Cảm ơn anh chị.